cây có cội, nước có nguồn, chim có tổ, người có tông. Tìm về cội nguồn là tìm đến cái bản sắc của dòng tộc, của gia đình. Biết nhớ nguồn giữ cội, tìm về tổ tông là đi theo đạo lý, truyền thống tốt đẹp của người dân đất Việt, ăn quả như người trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Chính vì vậy mà trải qua bao thế hệ, truyền thống đó mãi mãi ghi dấu vào trái tim và khối óc của các thế hệ mai sau, luôn được lưu truyền. Nó là dấu ấn không thể nào phai nhòa trong tâm trí của mỗi một người. Chúng ta là những người có quyền thừa kế mọi di sản văn hóa vật chất và giá trị tinh thần của tiền nhân để lại. Thiết nghĩ được làm con cháu của dòng tộc, điều trước và trên hết, chúng ta phải biết mình là ai và mình phải làm gì. Đạo nghĩa sinh thành là cội nguồn bao la nhân ái để chúng ta dạy dỗ con cháu nên người. Ca dao Việt Nam có câu: cây có gốc mới tốt cảnh xanh quả, nước có nguồn mới bể cả sống sâu. Con người nguồn gốc ở đâu, tổ tiên có trước rồi sau có mình. Thank you.
Mỹ, là hồng tím dậu mồng tơi, là đỏ đối hàng dâm bụt, màu hoa sen trắng tinh khôi. Quê hương là gì hả mẹ, mà cô giáo dạy bài yêu? Quê hương là gì hả mẹ, ai đi xa cũng nhớ nhiều. Quê hương là chừng khi ngõ cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về giấc bươm vàng bay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Làm con phải hiểu, em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Mẹ như được trong nguồn chảy ra, người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
nước nhớ nguồn. Làm con phải hiểu, em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước. Yeah.
Phải đói tổ tông phụng thờ, đạo làm con chớ hứng hờ, phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm. Xin thắp lên một nén hương trầm, một nén hương trầm, hương trầm bay lên nhớ về tổ tiên, nhớ hoài công ơn ngày Hãy subscribe.
con chồng rồi. Tôi đại diện cho bài ba xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Trước hết, chúng tôi xin giới thiệu ông Trường Hồ, Trần Duy và các bác. Không phải cũng có mặt trong buổi lễ tạo hồ ngày hôm nay. Và đặc biệt có sự tham dự của thiếu tá Trần Ngọc Sơn, trưởng công an xã Phú Mỹ, đại úy Hồ Minh Hải, phó công an xã Phú Mỹ công tác để dự buổi lễ tạo hồ của phái ba chúng ta hôm nay. Và cùng xin đại diện cho phái là xin cảm ơn vợ chồng O Dương, chú Sơn Trần và tư bộ ở Mỹ đã cùng dường cùng quay phim chụp ảnh cho buổi lễ hôm nay. Kính thưa ông cục trưởng họ Trần Duy, kính thưa các bác, các chú đại diện phái hai và phái năm, kính thưa O Dương và các cháu ngoài của phái ba họ Trần Duy, cùng các bác và con cháu ngồi thuộc phái ba. Người xưa đã nói thủy chi thiên lương vàng tức và phải tức việc mộc chi thiên chi vàng diệp bộ tức tâm, nghĩa là dòng nước chảy khắp trăm sông ngàn nhẫn thì biết có nguồn rất xa. Cái cây sinh ra ngàn cành vàng lá là nhờ có gốc rễ sâu dày. Cội nguồn chính là yên nguyên của trời đất, là dấu xưa của dòng họ, là nơi phát tích của loài người. Họ Trần Duy chúng ta khởi thủy từ ngài Trần Thủy Công vì khai căn thứ nhất của làng Phật Linh. Theo bộ tập hồ xưa truyền lại, ngài Trần Thủy Công cùng ngài Nguyễn Thủy Công từ Bắc Di Lai đã đến nơi đây khai phá đất hoang, chen gai tích cảnh cùng các bậc hào kiệt. Đồng thời, nương thổ thu phục chân tâm, chiêu dương lập ấp, biến mạnh đất hoang này thành trở thành xóm làng yên ổn. Sau khi ổn định vùng đất này xong, hai ngài Trần Nguyên khai căn lại cùng nhau về khai thác thêm hàm cấm mẫu đức thuộc huyện Phú Lộc, lập thành làng Thượng Linh Hà Phường, sau này sáp nhập vào làng Bà Môn thuộc xã Lộc An. Kính thưa quý vị, dòng họ Trần Duy của chúng ta đã trải qua hơn trên 400 năm kể thế, đã đến đời thứ 17. Suốt dòng lịch sử truyền lưu, dòng họ đã phát xuất nhiều bậc tài cao đức rộng, văn võ hiển vinh. Đời thứ nhất là ngài Trần Khai Căn, vị là Trần Duy Thủy Công Chi Tiên. Sinh hạ đời thứ hai là ngài Thị Tổ Trần Duy An, cùng tổ tỷ là bà Hồ Thị Tức thuộc làng Phú Bài. Ngài Thị Tổ sinh hạ ra sáu ngài, chia làm sáu phái, truyền thừa và ba kỷ nữ. Chúng ta là phái thứ ba, thường gọi là Đệ Tam Phái. Ngài đầu phái của chúng ta là ngài Trần Duy Đăng và tình bà là Nguyễn Thị Ngự. Hôm nay là ngày tạo hồ hàng năm của bộ phái, được sự hiện diện của toàn thể con cháu nội ngoại về đây nghiêng mình kính cẩn thắp nén tâm hương để tưởng nhớ công ơn của tổ tiên đã lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự có mặt của quý bà con, O Dượng và các cháu đã đến với buổi phái ngày hôm nay, làm tăng thêm phần long trọng trong ngày lễ. Trong khi tổ chức lễ làm mộ, chắc chắn có nhiều điều thiếu sót. Trước hết kính lạy tổ tiên niệm tình tha thứ, và sau là vị quan cấp O Dượng cùng con cháu phải hết lòng hoan nghị. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you.
lòng ai hơn lòng mẹ cha.